Xin kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2020, là ngày đầu tiên của năm mới. Xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công và bình an trong cuộc sống. Năm 2019 thì đã khép lại với rất nhiều những thay đổi, những sự việc xảy ra rất là bất ngờ. Và cái câu chuyện chưa có hồi kết ở năm 2019 đó là chuyện về Tỉnh Thất Bồng Lai. Trước tiên thì xin lỗi quý vị vì cái câu Tỉnh Thất Bồng Lai đã quen gọi rồi, với lại cũng chưa có kết luận gì, cho nên tạm thời mình vẫn gọi vậy nha. Có gì thì mong quý vị thông cảm và bỏ qua. Và có một điều đặc biệt nữa, đó là kể từ hôm nay thì Tỉnh Thất Bồng Lai chính thức đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Và đêm giao thừa vừa qua thì thầy ông nội đã thắp hương chính thức đổi tên như thế. Và cũng nhằm ý nghĩa là một cái am tu và không liên quan gì đến vũ trụ và không thuộc về vũ trụ. Hay nói cách khác là tự do, không dính líu đến ai. Còn cái vấn đề mà có hai cái vị ở Tỉnh Thất Bồng Lai được công an mời lên để làm việc á, thì một số người cho để xác minh cái thương tích trong cái vụ xô xát vào tháng 10 năm 2019 thôi. Cho nên không phải là hoàn nguyên nhất nguyên, mà đó là nhị nguyên và nhật tể. Và về cái phía ngược lại á, thì Nguyễn Sinh lại tiếp tục đưa ra những cái tờ báo cũng như là những cái hình ảnh được cho là của thầy ông nội cụ Lê Tùng Vân á, ở trong cái đám tang năm 2001, và cho rằng đó là đám tang của bà ngoại của bà Lê Thu Vân. Do đó cụ Lê Tùng Vân đến dự với cái danh nghĩa là cháu rể. Và cũng chính vì vậy nhiều người đã nói là Nguyễn Sinh đã chứng minh được thầy ông nội có vợ nên đòi 1 tỷ của cụ. Nhưng mà bên phản bác ngược lại thì lập tức lên tiếng, đó là thầy ông nội nói á là ai đưa tay lên tự xưng mình là vợ thì mới đúng với yêu cầu của cụ Tùng Vân đưa ra. Mọi chuyện bây giờ nói chung nó cũng đang trong tình trạng tranh luận gay gắt đó quý vị. Tuy nhiên có một cái điều đáng buồn á là không biết ai đúng ai sai, nhưng cái câu chuyện này làm cho những cái cơ sở từ thiện khác, cụ thể như là ở chùa Quan Âm ở Tích Thiện Trà Ôn Vĩnh Long á, hiện nay đang nuôi 19 bé mồ côi, thì mọi người cũng quay lưng lại, làm cho các bé ở đây á thiếu thốn đủ thứ hết, thiếu sữa thiếu tã, rất là khó khăn. Và mình cũng mong rằng á quý vị ai có lòng hảo tâm thì xin hãy góp một phần nào đó để chung tay với các thầy ở đây và lo cho những bé cô nhi được đầy đủ hơn. Bởi vì cái thu nhập chính ở trong chùa hiện nay chỉ là những thầy thức dậy sớm để làm bánh bao mang ra chợ để bán, và nó cũng không thấm vào đâu. Mà mong quý vị chung tay giúp đỡ. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.